Bạn hàng rong này, anh cho em hỏi này, Torres trình như thế nào so với Drogba? Sao nhiều người coi thường Torres thế? Nếu mà xét về gọi là cảm xúc đi, để xem hai cầu thủ này thi đấu thì em thích Torres hơn. Thật sự là như vậy. Bởi vì Torres nhất là ở thời thi đấu cho câu lạc bộ Liverpool ấy, mang đến cho chúng ta một cảm giác là một siêu tiền đạo. Tức là anh ta có thể làm quá nhiều thứ, Đúng rồi. từ đánh đầu, dứt điểm, tăng tốc, qua người. Và lúc đó để có thể kiềm tỏa Torres là một điều gần như bất khả thi với rất nhiều hàng phòng ngự luôn. Em nhớ rằng là Vidic là một trong những nạn nhân rất là khổ khi mà gặp Gặp Torres. Torres Rồi kể cả Materazzi, anh nhớ là cái tình huống mà Materazzi thậm chí còn, em xin lỗi, phải dùng từ là đấm Torres luôn để kéo anh chàng này lại. Mà kéo rách cả áo của Torres trong cái trận đối đầu giữa Liverpool và Inter Milan. Nói thật, đối với em, Em thích Torres hơn đúng không? Torres là người em thích hơn. Còn tất nhiên là để so sánh về đẳng cấp thì chúng ta rất là khó. Bởi vì họ có những cái lối chơi khác Họ chơi khác nhau, nhau. họ có những phẩm chất khác nhau. Và nói thật là Drogba không đá ở một đội tuyển quốc gia đủ lớn để chúng ta có thể đánh giá về khả năng của anh ta ở những cái môi trường như là World Cup chẳng hạn, đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ họ chính ra là họ 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 là hai là cùng là số 9. Nhưng họ là hai mẫu tiền đạo chơi với cái phong cách khác hẳn nhau. Chúng ta đều biết rằng Torres thì mềm mại uyển chuyển. Còn Drogba thì chúng ta thấy rằng là đúng là kiểu voi rừng, thiên về sức mạnh và cản lướt hơn rất là nhiều. Đó. Thêm một điều nữa là cái giai đoạn đỉnh cao của Torres ngắn quá. Giai đoạn đỉnh cao thì của Torres thì được ra thời gian ở Atletico Madrid, sau đó sang Liverpool thôi. Chứ còn giai đoạn cuối ở Liverpool sang Chelsea là thôi là cũng đã xỉn rồi. Có nhà đỉnh cao của Torres loanh quanh chỉ được vài năm thôi. Còn Drogba thì chúng ta thấy rằng là đỉnh cao dài hơn. Torres thì cũng đóng góp trong cái hành trình vô địch Euro 2012 hay là 2008 của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng cái đóng góp đó thì cái năm 2012 thì Tây Ban Nha đá số 9 ảo. Thế nên Torres mặc dù ghi bàn trong trận chung kết nhưng mà nói chung là cái đóng góp của anh ấy cũng không phải là 2008 thì rõ ràng hơn, đúng không ạ? rõ ràng hơn. Chứ còn cái 2012 thì cái vai trò của Torres trong cái thành công của Tây Ban Nha ở Euro 2012 không phải là rõ ràng, tại vì chúng ta đều biết rằng năm đó thì ở Tây Ban Nha đá 4-6-0 với David Silva là người được hay được dùng như đá một cái số 9 ảo. Đó. Còn nếu mà để đánh giá hai cầu thủ này thì anh nghĩ là nếu mà nói về một cái Torres ở một cái trạng thái tốt nhất đi, Và Robert ở trạng thái tốt đưa nhất. ra trạng thái tốt nhất Vâng. thì anh đánh giá Torres cao hơn. Vâng. Anh vẫn thích Torres hơn. Cũng giống như Quân, nhưng Vâng. mà nếu mà chúng ta nhìn trong cả hành trình sự nghiệp thì cái như anh nói cái đỉnh cao của Torres ngắn hơn Drogba nhiều. Ừ. Và chúng ta sẽ cùng sẽ có cùng một cái quan điểm rằng là chúng ta thích Torres ở đỉnh cao hơn, Đỉnh bởi vì cao anh phải ta là có đỉnh nhiều cao. phẩm chất thú vị hơn so với Robert. Mượt Robert thì mà, chơi mềm thiên mại, uyển về chuyển. sức mạnh, Đúng sự rồi. quyết tâm. Robert là thiên về sức mạnh và sự quyết tâm, còn Torres là uyển chuyển, khôn ngoan, mềm mại hơn Đúng rồi, và khéo léo có những cái hơn. tình huống xử lý khiến cho chúng ta bất ngờ hơn. Đúng rồi. Đó, ví dụ như cái tình huống mà anh ta lướt qua Philipp Lahm ở trận chung kết của Euro 2008 ấy. Đấy là một tình Đó. huống rất thú vị, đúng không ạ? Đúng rồi. Sau khi cái tình huống đấy xảy ra thì người ta có cảm giác như là Torres luôn là một người rất là thính nhạy với những cái không gian kiểu như vậy. Philipp Lahm đã hơi chần chừ trong cái khoảnh khắc phối hợp với đồng đội của mình. Nhưng mà Torres đã rất nhanh dướn lên một bước, lấy cái quả bóng đó và ghi bàn vào lưới của đội tuyển Đức. Đức. Và đó cũng là bàn thắng duy nhất để giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha có Đúng được cái rồi. danh hiệu đầu tiên trong cái thời kỳ hoàng kim của họ. Đúng Đấy là rồi. một thắng rất quan trọng, em nghĩ thế, Đặt nền rất móng quan cho cái trọng. sự thống trị đấy. Đúng rồi, Đúng đặt rồi. nền móng cho cái sự thống trị. Em thì em có xem Torres từ khi mà anh ta còn chơi ở câu lạc bộ Atlético Madrid. Đúng. Lúc đó nhá, xem Torres rất tuyệt vời. Ừ. Em nghĩ rằng là ở cái tuổi 19 ấy, vào thời điểm đó ấy, không ai có thể chơi bóng giống như Fernando Torres. Trước Ừ. đây anh Việt chắc còn nhớ rằng là cầu thủ mà nổi lên cỡ khoảng 19 20 tuổi đã là trẻ lắm rồi. Ừ. Chứ nó không giống như bây giờ. Bây giờ là những người như Lamine Yamal chẳng hạn là 16 17 tuổi Ừ, đã ngày có cơ xưa hội đúng rồi. để khẳng định giá trị của mình rồi. Cách đây 20 năm cầu thủ trẻ làm gì có tỏa sáng sớm như kiểu Yaman bây giờ. Vâng. Anh còn nhớ Torres tại vì là cái lứa của anh ấy thì ngày xưa còn chơi cái trò CM ấy. Ừ. Đó, cái trò CM đó thì cái mùa giải đầu tiên chơi CM là cái mùa mà Roma rất mạnh là 2000, CM đó là CM 2000, 99 2000. Thì trong CM 99 2000 nhá là cái data của cái trò điện tử đó đã có data về Torres rồi, mà chúng ta đều biết rằng là Torres sinh năm 1984. Mà khi mà thời điểm anh chơi cái trò CM 2000 1999 2000
là khi đó trong cái game đó nhá, Torres mới có 16 tuổi, mới có 16 tuổi trong cái game đó thôi, mà đã có data đầy đủ về Torres rồi, và cũng đã nhiều người nhòm ngó là đi tìm kiếm tài năng là đã cho Torres vào phần mà mình theo dõi rồi đấy. Đó thì cái đấy là cái kỷ niệm về Torres mà từ thời mình còn xem đá bóng khi còn là học sinh sinh viên cái thứ đó cũng rất hay về Torres. Đó thì Torres cũng là một trong những cái tài năng mà cái giai đoạn đó mà chúng ta chú ý. Mà hồi đó nhá, ở Tây Ban Nha hồi đó còn có cả José Antonio Reyes nữa, người mà qua đời rồi, đá cho Sevilla ấy. Đó thì cái giai đoạn mà anh chơi thì là trong game đấy nhá, là Torres là có dữ liệu rồi này, rồi Reyes của Sevilla cũng là có dữ liệu rồi, mặc dù Reyes là hồi đấy xem 83 thì trong game mà mới 77 tuổi, còn Torres là mới có 16 tuổi. Đó thì những người mà ở cái giai đoạn bóng đá cách đây hơn 20 năm như thế, những cái người mà ở cái độ tuổi đó ấy, tỏa sáng ấy, mà bước ra được cái vũ đài lớn mà chúng ta chú ý không phải nhiều như bây giờ. Vâng, bây giờ thì nhiều quá. Bạn Bằng Hải này, Saliba đã là trung vệ số 1 thế giới chưa hai anh? Hay đấy. Ở thời điểm này nhá thì anh nghĩ là Saliba ấy, nếu mà dưới một ai đó ấy, chỉ thì sau Virgil van Dijk thôi. Chứ còn nếu mà sau này mà Virgil van Dijk xuống thêm một chút nữa nhá, thì anh nghĩ rằng Saliba có đầy đủ những cái tố chất để trở thành một cái trung vệ ở đẳng cấp số 1 thế giới. Sau những cái gì mà anh thể hiện, Saliba thể hiện trong khoảng 2 đến 2 năm trở lại đây, có đầy đủ mọi tố chất. Một trung vệ chơi chân tốt, lên tham gia tấn công tốt, một trung vệ chơi đầu óc tỉnh táo và hội tụ đầy đủ mọi kỹ năng mà Virgil van Dijk có, thì Saliba đều có, chúng ta đều thấy hết. Mạnh mẽ, giỏi đọc tình huống, tốc độ cực cao và rất giỏi không chiến. Đó cũng như là tất cả những kỹ năng quan trọng của một cái trung vệ hiện đại, khả năng chơi chân nữa thì Saliba đều có, khả năng chỉ huy, tất thứ mọi thứ đều có. Chỉ có một cái thiếu, một cái thứ duy nhất ấy mà chúng ta cần phải xem thêm ở Saliba ấy là khả năng thủ lĩnh. Chúng ta đều biết rằng là Virgil van Dijk là đội trưởng ở cả Liverpool lẫn đội tuyển Hà Lan, còn Saliba thì ở đội tuyển Pháp thì mới tới cái kỳ Euro vừa rồi mà đá chính thường xuyên thôi, còn trước đó chúng ta chưa thấy Saliba là người mà có thể nói là sắm vai cái thủ lĩnh hàng thủ ở đội tuyển Pháp. Thế có nghĩa là nếu mà chúng ta so sánh Saliba với Virgil van Dijk thì anh nghĩ là nếu mà ở mọi bộ kỹ năng thì Saliba đều đang rất ổn, có thể đạt đến tầm của van Dijk. Anh ta chỉ cần thành tích thôi. Chỉ không, thằng ngoài thành tích thì không nói, còn một cái kỹ năng cuối cùng thôi là cái phẩm chất thủ lĩnh ấy. Thì đấy là cái điều chúng ta cần phải quan sát thêm. Vâng, và em cũng nghĩ rằng là Saliba sẽ tiến nhanh đến cái vị trí gọi là trung vệ số 1 thế giới. Số 1 thế giới đấy, bởi vì Virgil van Dijk thì cũng sẽ già đi, đúng không ạ? Và chúng ta đều hiểu rằng là các trung vệ mà già đi thì cũng nhanh xuống lắm. Chúng ta cứ nhìn hình ảnh của Sergio Ramos là chúng ta cảm nhận rất rõ chuyện đó, bởi vì chỗ đấy là chỗ cần thể lực, chỗ đấy cần tốc độ, bởi vì bạn hàng ngày, hàng tuần phải đua với những người nhanh nhất thế giới, đúng không? Ở vị trí đó. Bóng đá nói chung là thay đổi cũng nhanh. Ngày xưa chúng ta cứ nói về trung vệ, chúng ta sẽ nhớ tới những trung vệ của Ý. Hay là chúng ta có thể nhớ tới như cái người mà Ramos mà Quân vừa nói tới. Thì đó là những cái trung vệ mà hàng đầu thế giới của những cái năm trước đây. Còn anh nghĩ là bây giờ bóng đá thế giới trong cái bối cảnh này, thì khi mà chúng ta đánh giá một trung vệ thế giới, chúng ta sẽ nhiều người lấy cái thước đo so sánh với Van Dijk của 2019. Van Dijk của 2019 là một cái dạng trung vệ thực sự quá khủng khiếp. Anh vẫn nhớ có một cái thống kê của cái năm đó là Van Dijk lập một kỷ lục là trong cả một cái chuỗi trận mấy chục trận ấy, mà không để đối thủ vượt qua bất cứ một lần nào. Đó thì cái năm 2019, cái giai đoạn đỉnh cao của Van Dijk, chúng ta thấy tất cả những cái gì mà chúng ta yêu cầu về một trung vệ hiện đại: chơi chân, phát triển bóng, phòng ngự, đầu óc, rồi tốc độ, rồi sức mạnh, rồi không chiến, rồi thủ lĩnh hàng thủ, tất tần tật đều chúng ta thấy rằng hội tụ trong tất tần tật Van Dijk. Vâng. Đó, thì anh nghĩ rằng là bây giờ bóng đá hiện đại bây giờ ấy, thì chúng ta nếu mà đánh giá trung vệ đẳng cấp thì chúng ta sẽ nhìn nhiều về cái hình mẫu của Van Dijk. Vâng.